Rất vui được gặp lại các bạn khán giả trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, con người đa số ai cũng luôn mang trong mình ước mơ làm giàu. Làm giàu để có một cuộc sống tuyệt vời, thư thái, sung túc hơn. Tuy nhiên, thực tế thì không phải ai cũng có khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Có nhiều người loay hoay mãi với cuộc sống nghèo khó của mình và than trách số phận. Nhưng thật ra, đó là bởi họ không chịu cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân mình để thay đổi cuộc sống. Trừ những người ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra, thì cuộc đời này vốn trao cho chúng ta cơ hội làm giàu và đổi đời như nhau các bạn ạ. Có những người đã tạo nên cả một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ từ hai bàn tay trắng. Vậy chẳng có lý do gì để than trách số phận nếu bản thân mỗi người không chịu cố gắng. Bạn biết không, 21 tuổi rời trường đại học với đống nợ trong tay. Và khi 30 tuổi, Grant Cardone đã trở thành một triệu phú USD, sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Ông là một doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng, vận hành 4 công ty riêng với doanh thu gần 100 triệu USD mỗi năm. Ông chính là một tấm gương vượt khó thành công đáng để chúng ta học hỏi với những chia sẻ quý báu về quá trình làm giàu đấy. Bạn có đang ấp ủ niềm tin và giấc mơ trở nên giàu có, thậm chí là cực kỳ giàu có trong tương lai hay không? Vậy bạn đã biết những bước đi thần thánh để nhanh chóng đạt tới cái đích đó hay chưa? Nếu bạn đang băn khoăn trong việc tìm ra các hướng đi trên con đường tìm kiếm sự giàu sang, thì hãy cùng Bí Quyết Thành Công khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Grant Cardone là một doanh nhân tự thân sở hữu và điều hành 4 công ty đảo doanh thu gần 100 triệu USD hàng năm. Chỉ bằng một vài bước đơn giản mà ông đã trở thành một người kiếm được hàng triệu USD mỗi năm. Theo Grant Cardone thì bất kỳ ai cũng có thể làm giàu. Ông viết trong cuốn The Millionaire Booklet, How to Get Super Rich, rằng bất kể điều kiện kinh tế hiện tại của bạn như thế nào, bạn sống ở đâu hay làm nghề gì, bạn đều có thể trở nên giàu có. Ông cũng cho biết thêm, thực ra những gì tôi đã làm để phát triển tài chính của mình rất đơn giản, và đó là lý do tại sao nó sẽ hiệu quả đối với bạn. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ bắt đầu kiếm được nhiều tiền như Cardone, nhưng đây là các bước mà hiệu quả với bản thân ông. Bước 1. Củng cố quyết tâm. Đôi khi để làm nên sự nghiệp lớn, chúng ta thường nghĩ rằng sẽ cần rất nhiều tiền để làm được điều đó. Nhưng trên thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Muốn làm giàu đôi khi tiền bạc không quan trọng bằng một tâm trí sẵn sàng chiến đấu để đạt được sự nghiệp lớn. Làm giàu bắt đầu từ tư duy với niềm tin bạn thực sự có thể giàu có. Cardone viết, sai lầm lớn nhất là nghĩ việc trở thành triệu phú là không thể. Điều đầu tiên bạn phải làm là quyết định trở thành triệu phú hoặc tỷ phú nếu bạn muốn. Sau đó bạn phải củng cố quyết định đó. Người giàu biết rất rõ cái họ muốn là sự giàu có. Họ luôn kiên định với mong muốn của mình. Họ quyết tâm, toàn lực cam kết dành cho việc làm giàu. Chỉ cần công việc ấy hợp pháp, hợp đạo lý và hợp với luân lý xã hội, họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để trở nên giàu có. Lý do hàng đầu khiến mọi người không có những thứ mình muốn là vì họ không biết thực sự mình muốn gì. Để trở nên giàu có đòi hỏi sự tập trung, quyết tâm, lòng dũng cảm, kiến thức, sự tinh thông, toàn bộ tâm huyết của bạn. Một thái độ không bao giờ bỏ cuộc và một trí óc giàu có. Bạn cũng phải tin rằng bạn có thể tạo nên sự thịnh vượng và bạn tuyệt đối xứng đáng với điều đó. Nếu bạn không thực sự toàn tâm, toàn lực, toàn trí cam kết tạo ra thịnh vượng, bạn sẽ không bao giờ tạo ra nó. Ngược lại, nếu bạn cam kết, cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn. Bước 2. Tính toán. Tiếp theo, hãy mổ xẻ các con số để xem bạn thực sự cần bao nhiêu để có thể kiếm được 1 triệu USD hoặc đạt được mục tiêu cá nhân. Cardone chia sẻ, đối với bất kỳ mục tiêu nào, bạn phải tin rằng nó khả thi và có thể làm được. Để làm được điều này, bạn chỉ cần làm các phép toán. Bạn có thể kiếm 1 triệu USD bằng bao nhiêu cách khác nhau? Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm, nếu bạn có thể tìm ra cách để 5.000 người mua một sản phẩm trị giá 200 USD, thì bạn sẽ có 1 triệu USD. Hoặc nếu 5.000 người trả cho bạn 17 USD một tháng, thì trong 12 tháng, bạn cũng sẽ có 1 triệu USD. Tất nhiên những ví dụ này đã được đơn giản hóa rất nhiều, nhưng theo ông, hãy thực hiện phép toán để tạo ra khả năng, sau đó tạo ra chiến lược. Để làm giàu, chúng ta phải học về tài chính để có kiến thức về tài chính và biết cách chăm sóc, phát triển cây tiền bạc của mình.
Nhiều bài học thực tiễn cho chúng ta thấy rằng việc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng chúng ta giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở. Bước 3. Tăng thu nhập của bạn. Hầu hết mọi người đều có mong muốn và mục tiêu kiếm tiền để có cuộc sống đầy đủ hơn, giàu có hơn và để làm được như vậy thì tăng các nguồn thu nhập là phương pháp tốt nhất. Những người đạt hết nguồn sinh kế và một nguồn thu nhập duy nhất sẽ rất khó để thực sự đạt được sự độc lập về tài chính. Cũng giống như các lời khuyên đầu tư, bạn không nên chỉ kiếm tiền từ một công việc vì như thế rủi ro sẽ lớn hơn rất nhiều. Kaden đã viết, một khi bạn đã làm xong bài toán và biết được bạn có bao nhiêu phần trăm đạt được mục tiêu siêu giàu, thì bạn cần tập trung vào việc tăng nguồn thu nhập của mình. Xét cho cùng, các triệu phú tự thân thường có ít nhất 3 nguồn thu nhập. Ngày nay có rất nhiều cách để tăng thu nhập của bạn, từ bán hàng online, viết blog, biên tập, phát hành podcast. Bạn cũng có thể cho thuê bất động sản, đầu tư vào thị trường chứng khoán, kinh doanh ngoài hoặc công việc bán thời gian như dạy ngoại ngữ hoặc lái xe thuê. Hướng đến mục tiêu dư giả và giàu có, bạn hãy chuyển từ việc chỉ có một nguồn thu sang nhiều nguồn thu nhập khác. Để bắt đầu, ít nhất bạn phải làm được 3 điều. Trước tiên, bạn phải hiểu những gì bạn cần để bắt đầu và đánh giá khách quan về các lựa chọn kinh doanh. Làm thêm để kiếm thêm tiền rồi liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính mới. Một tương lai giàu có sẽ không còn xa vời nếu bạn thực sự nghiêm túc với những quyết định, hành động của bản thân. Bước 4. Tìm xem ai đang cầm tiền của bạn và dành thời gian cho họ. Hãy tự hỏi bản thân, ai đã cầm tiền của tôi? Sau đó hãy lập danh sách những người đang cầm tiền của bạn, số tiền bạn muốn và tìm ra những gì bạn có thể trao đổi với họ. Cho dù bạn có một dịch vụ, một sản phẩm hay một ý tưởng, câu hỏi bạn phải tự hỏi bản thân luôn là ai đang cầm tiền của tôi? Bạn không cần phải kiếm tiền, bạn cần kết nối với những người đã kiếm được tiền, những người có tiền và trao đổi những gì bạn có như kỹ năng và kiến thức với những gì họ có là tiền. Theo ông, thế giới này không hề thiếu tiền và điều quan trọng là bạn có tìm ra cách để tiếp cận những người có nó và cung cấp cho họ thứ họ cần. Bước 5. Làm quen với thất bại. Kaden nói, dù bạn tăng thu nhập bao nhiêu đi nữa, hãy làm quen với thất bại. Tôi luôn sống với nguyên tắc không bao giờ để tiền ngồi yên một chỗ. Một khi đã bắt đầu tăng thu nhập, tôi sẽ ngay lập tức chuyển số tiền tăng thêm đó vào các tài khoản mà mình không thể động đến và dùng cho các khoản đầu tư tương lai. Vị triệu phú này luôn đầu tư tiền cho bản thân mình trước, sau đó mới trả cho những người khác. Bằng cách này, ông thậm chí không bao giờ bị cám dỗ vào việc chi tiêu hay lãng phí tiền bạc. Ngoài ra, khi rơi vào cảnh tay trắng, bạn sẽ có động lực để tiến lên phía trước. Thất bại khiến tôi buộc mình không ngừng tiến lên, tạo ra khoản doanh thu mới và tiếp tục củng cố những điều mình đã làm và được mọi người công nhận. Thất bại cũng là chuyện thường tình như thành công vậy. Kỳ vọng cuộc sống trôi chảy tức là bạn đang mơ mộng hóa rồi. Người thành công luôn tâm niệm, thất bại giúp họ cân bằng cuộc sống và mở ra cơ hội để phát triển bản thân. Bước 6. Tiết kiệm để đầu tư, không tiết kiệm để tiết kiệm. Tiết kiệm là con đường an toàn hơn vì số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn sẽ không mất đi trừ khi bạn rút tiền để chi tiêu nhưng lãi suất thường không cao. Trong khi đó, đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn và tránh được lạm phát khiến đồng tiền mất giá. Kaden nói, đầu tư tiền là cách giúp bạn trở nên siêu giàu. Lý do duy nhất để tiết kiệm tiền là một ngày nào đó bạn sẽ dùng số tiền đó để đầu tư. Các bước của Kaden chỉ là bước khởi đầu. Nếu bạn muốn tiếp tục xây dựng sự giàu có, bạn phải làm đi làm lại và củng cố những bước này. Phần thưởng có thể sẽ rất lớn. Nếu bạn có tham vọng ngay từ đầu và sau đó tập trung vào nó và lặp lại các bước tôi đã đề ra thì bạn có thể trở thành triệu phú, tỷ phú hoặc hơn thế nữa. Đồng tiền nằm im là đồng tiền chết. Hãy để chúng quay vòng và sinh ra lợi nhuận. Đó là một câu danh ngôn mà bất cứ ai muốn làm giàu cũng cần phải biết. Nhưng để thực hiện được điều đó thì đòi hỏi mỗi người phải có những kế hoạch riêng cho mình. Người giàu có không bao giờ dừng lại ở việc tiết kiệm tiền mà họ sẽ có phương thức để đồng tiền sinh sôi, nảy nở. Có tiền mà không biết cách làm cho đồng tiền phát huy hết chức năng sinh lợi của nó thì thật là đáng buồn. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều cách để tiền đẻ ra tiền, miễn là bạn phải quyết tâm và đôi chút mạo hiểm. Nếu bạn chỉ tiết kiệm tiền với mục đích để dành cho những ngày mưa gió hoặc đi nghỉ bằng cách gửi vào ngân hàng, bạn sẽ không sử dụng được tiền của mình. Và những người giàu đều biết rằng tự do tài chính đến khi bạn có thể tận dụng tiền của mình, chứ không phải chờ đợi khoản lãi thấp từ ngân hàng trả cho bạn hàng năm.
bằng cách tiết kiệm tiền và đầu tư vào công việc kinh doanh hoặc những thứ có thể mang lại nhiều tiền hơn cho bạn. Bạn sẽ có thêm thu nhập và có thể sẽ dễ dàng tận hưởng mọi yêu cầu của mình về những thứ xa xỉ sau này. Nhưng trước tiên, hãy sử dụng tiền để làm đòn bẩy cho khoản đầu tư của bạn. Và để học hỏi thêm những bí kíp thành công của những vĩ nhân hàng đầu thế giới, các bạn hãy sắm ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Trong chiếc USB này có chứa tận hơn 80 cuốn sách hay nhất do New York Times bình chọn về kinh doanh, làm giàu và các bài học cuộc sống. Bạn sẽ không phải tiếc nuối khi sở hữu người bạn đặc biệt này đâu. Hãy click vào link ở phần mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết và để có thêm một người đồng hành cùng bạn trên hành trình làm giàu nhé. Thực hiện theo các bước trên của Cardin mới chỉ là khởi đầu. Theo vị triệu phú, bạn phải liên tục lặp lại và củng cố những bước này nếu muốn xây dựng sự giàu có. Tất nhiên, không có gì đảm bảo ai cũng sẽ kiếm được nhiều tiền như Cardin, nhưng chỉ cần có mục tiêu, kế hoạch cụ thể và nỗ lực thực hiện. Dù không trở thành triệu phú thì bạn cũng sẽ có thêm được rất nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công mang tới thì đừng ngần ngại ủng hộ Bí quyết thành công bằng cách nhấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.